thì hơi khó. Cá ngàn qua mà cầm lên là biết tôi mua gì, tôi mua heo thì gọi cá mô. Cá ngàn qua cầm lên á là cá mô à, cái chỉ chỉ đó à, heo triệu bản cho nó à. Buồn cá mà vừa rồi có nghe bán tôi cá heo triệu bản. Không, tôi mua 5 triệu một cá. Tôi hỏi nó, tôi ngồi hỏi thầy với do nó từ qua thì tôi sẽ có tiền một cá. Thank you.
chịu ship code rồi mình biết được đã ship nào 10%. Anh đã nhận ship code rồi thôi chứ nếu người ta đặt cọc 10% gì không hiểu không? Còn cai là phải nhận tiền trước. Thế không? Phân gì vậy chú? Chú, cho phân gì rồi? Cái gì? Cho phân à? Phân lấy phân gì rồi chú? Để bị co à? Đi cái đó, đi cái nếu mà thật sự mà bỏ ra thả nó thì nhưng mà rất là nhiều cái đó. Cái đó mà chơi gì? Mà nó ổng muốn mua cái đó chỉ cần gửi cái này vô trong là ổng thấy vẫn lạnh liền.
không có thầu. Ông Thiệu bán được cái đó ông mừng quá luôn á chứ. Đây. À, tối nay lên video chú Hoàng này, nãy giờ quay trang nè, những người đó, đấy, quay chú lồn mà, những người đó me vòng mà, đúng không? Nói nhỏ chứ cần biết. Quay chút, mấy ngày lắc lắc rồi thao, mà các bạn thấy cái phim này chứ? À, quay chú mà. Đây con cầm lâu lâu cầm vô cây cầm tiếp lắc lắc à thôi thì gọi là ngẫu hứng đi em ngẫu hứng xuyên bắt giò chơi cây. Quay gần cái đâm một nước bông nữa hạng kỳ hạng nước sao đi ra anh nói thành anh ấy là chơi thôi đó. Biết co hả chú? Biết co hả? Mấy hộp thầu này nè. Phần này nó nóng lắm đó chứ. Còn nhiều không? Clip kỷ niệm luôn rồi chứ là đấy. Rồi.
À, chương trình tới đây là kết thúc rồi các bạn. Bài quá là dài rồi.